Đôi khi, người ta cứ nghĩ rằng tình yêu này qua đi để nhường chỗ cho một người đến sau giỏi đẹp hơn. Cuộc đời là vậy, chẳng có cái gì là bất biến. Thế nên, mỗi khi đọc các câu chuyện về một chuyện tình đẹp, hai người đồng hành với nhau cả một chặng đường dài, ta lại thấy cuộc sống thêm tươi đẹp hơn. Chuyện cô Hoa Khôi Hải Phòng đất cảng đạt gạt từ khi 16 tuổi. Hằng ngày, ông qua nhà bà ngồi nói chuyện mà cũng phải xin phép mẹ bà cẩn thận. Ngày ấy làm cái gì cũng phải giữ kẻ, chăm chú từng ly, từng tí một. Thời gian qua đi, bà theo ông về làm dâu trong sự tiếc nuối của biết bao anh chàng trong vùng. Đi đâu người ta cũng ca ngợi ông bà bởi bộ đôi đẹp quá, trai tài, gái sắc. Bức hình ông bà chụp chung với nhau. Ông yêu bà lắm, chưa bao giờ làm bà bia dù chỉ một lần. Ông còn nhớ cả ngày bà đến thắng rồi viết thư hỏi han, nhắc nhở. Lúc nào cũng một điều anh, hai tiếng em. Bà sinh em bé, bà càng đẹp gấp nhiều lần. Bà đi đâu ai cũng nhìn. Bà làm cái gì ai cũng chăm chú. Người ta bảo ông, vợ đẹp thế, không cẩn thận mất bà xã như chơi. Ông cười nhẹ dịu, tôi tin bà xã chỉ chung thủy với mình tôi thôi. Mà sự thật là vậy, bà chẳng bao giờ như thế, nhiều đồng nghiệp ở trường bà còn e ngại khi tiếp xúc. Người ta hay nói hồng nhan bạc phận quả không sai. Vào ngày thứ bảy định mệnh 7 tháng 10 năm 1967, ông đón bà về nhà sau khi tan lớp. Ông ra đi khi mới chỉ 28 tuổi. Năm đó ông 28, bà 23 tuổi. Bây giờ ông vẫn 28. Bà 78 tuổi, bà vẫn có ông, người chồng duy nhất của bà. Rồi bà tỉnh, câu đầu tiên vẫn chính là hỏi về ông. Mẹ bà xót xa quá chỉ dám re bai qua loa, con ơi, lúc con ngủ thì chồng con có đến nhưng giờ chồng con tranh thủ về dạy bọn học rồi con nga. Phải mấy tháng trời sau đó, bà mới biết ông đã ra đi. Thời gian cứ thế trôi mau, chẳng chịu chờ ai bao giờ, hòa bình độc lập, bà cũng dần già đi theo năm tháng. Bà bao giờ cũng vậy, cảm tình luôn hướng đến ông. Bà không lấy chồng, cả đời bà hết mực vì chồng, vì gia đình chồng, vì con cái cháu chắt. Ông hy sinh về thể xác, bà hy sinh tuổi xuân, hy sinh sự hạnh phúc, sự ích kỷ bản thân để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Bức thư bố chồng gửi cho bà sau cái chết của con trai. Đây là câu chuyện về mối tình của người bà đã 78 tuổi do cô cháu dâu tên Trang kể lại. Bà là Nguyễn Nguyệt Ảnh, ông là Trần Văn Khánh. Họ đã chia xa 55 năm nhưng trong lòng bà, tình yêu của ông vẫn luôn cháy bỏng. Ông bà có khá nhiều thư viết lẫn nhau vì thời chiến dạy bọn học mỗi cá nhân một nơi nhưng nhiều bức thư bà cất giấu các cháu, thậm chí con trai duy nhất của bà cũng không đọc. Bà Ảnh hiện tại đã 78 tuổi. Chị Trang cho biết thêm, nhiều người muốn đến với bà, có cả các người chức quyền nhưng bà toàn gọi chú cháu trong lúc người ta chỉ hơn bà 2, 3 tuổi. Bà không muốn cho bọn họ cơ hội nào. Khi cháu hỏi về chuyện có bao giờ tiếc nuối không, bà lắc đầu, không bao giờ, bà chỉ tiếc chồng bà thôi chứ cuộc đời bà chẳng có gì phải tiếc. Hiện tại, bà vẫn khỏe, hàng ngày làm việc nhà rồi vui dày tuổi già bên con cháu.